Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần ba la mã và chúng ta đã nắm được hai công thức, đó chính là cái công thức cộng và công thức nhân để mà chúng ta có thể tính xác suất. Nhớ công thức cộng á, thì chúng ta sẽ áp dụng với cái việc đó chính là b của a hợp b đúng không nào? Đúng chưa? Nếu như mà hai biến cố a và b xung khắc á, thì nó chỉ còn lại là cái công thức của nó chỉ là b của a hợp b sẽ bằng là ba cộng bb thôi. Còn nếu mà nó không xung khắc thì chúng ta trừ thêm phần giao nữa là ok. Còn công thức nhân thì chúng ta sẽ áp dụng cho phần giao, nghĩa là a giao b, b của a giao b thì sẽ bằng ba nhân cho bb. Và nếu như b của a giao b mà bằng ba nhân bb thì chúng ta kết luận nó sẽ, nếu mà chúng ta so sánh mà hai xác suất ba giao b sẽ bằng là cái tích của ba nhân bb thì chúng ta nói cái kết quả ở đây a và b là độc lập hay không độc lập em, nó sẽ độc lập. Còn nếu cái kết quả đấy mà khác thì chúng ta kết luận a hai biến cố a và b thì nó sẽ không độc lập, nhân thành như vậy. Cả ba bộ sách người ta viết là giống y xì như vậy em, nên chúng ta có thể tham khảo ở cái bộ kết nối bộ chân trời thầy đã quay xong rồi em nha. Và chúng ta có thể lấy cái bài tập của nó để chúng ta làm. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần 4 cái mã, đó chính là tính xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản. Ở đây nó gồm có hai phần. Phần 1 là chúng ta sử dụng tổ hợp, thứ hai là chúng ta sử dụng là sơ đồ hình cây. Để cho tổ hợp thì chúng ta đã biết rồi, tổ hợp đó chính là C đúng không, chỉnh hợp là A. Nhớ này, nếu mà chỉnh hợp ấy thì khi chúng ta chọn, nhớ là nó phải theo một trình tự nào đó, theo một trình tự nào đó. Còn đối với tổ hợp là cái cách chọn ở đây là nó không theo một trình tự nào cả thì chúng ta sử dụng đó chính là tổ hợp. Còn một số bạn em thầy thấy thầy dạy ví dụ như cái bộ chân trời thì nó có phần hoán vị nào. Hoán vị như là B đấy, như là giai thừa, ví dụ như có 8 bạn đi thì chúng ta xếp hàng, chúng ta xếp hàng đứng các vị trí. Nếu mà nó không theo vị trí nào cả thì nó sẽ là hoán vị của 8 phần tử. Nhưng mà ở trong cái bài này thì quan sát thì chúng ta không có sử dụng hoán vị nha, nên chúng ta chỉ sử dụng tổ hợp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, tính xác suất của biến cố bằng phương pháp tổ hợp. Đây sang ví dụ 9 này. Một đội văn nghệ có 4 học sinh nam, 4 nam này và 5 nữ. 5 nữ, 4 nam 5 nữ thì tổng cộng đây sẽ là 9 này, 9 học sinh này. Giáo viên phụ trách đội muốn chọn ra một đội tốt ca gồm 3 học sinh. Sao cho có cả nam và nữ. Như vậy ở đây là chọn ra là mấy? Là 3. 3 học sinh từ 9 học sinh. Thì chọn ra 3 học sinh từ 9 học sinh này thì 3 học sinh này người ta không có nói là bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ, thì nó chính là nếu mà n của không nhân mẫu á, n không nhân mẫu này sẽ là gì? Tổ hợp chập mấy? Chập 3 của 9 phần tử. Ta hiểu thế. Câu A này, giáo viên phụ trách đội có bao nhiêu cách chọn một đội tốt ca như vậy thì nó đây chính là câu A này, tổ hợp chập 3 của 9 phần tử này. Tính xác suất biến cố H trong đó 3 học sinh chọn ra có cả nam và nữ. 3 học sinh đó chúng ta sẽ chia thành các trường hợp này. 3 học sinh. Trường hợp thứ nhất là có thể là một nam, hai nữ. Tại vì nó có cả nam và nữ mà. Trường hợp thứ hai là hai nam, một nữ. Chứ nữa. Trường hợp thứ ba là đây là một nam hai nữ. Trường hợp thứ hai là hai nam một nữ. Có còn trường hợp nào nữa không? Hết rồi. Đúng không? Như vậy nếu mà tổ hợp chập một nam hai nữ thì nó chính là gì? Một nam. Ở đây mấy nam? Bốn nam, thì nó sẽ là tổ hợp chập một của bốn nhân ở đây cho gì? Hai nữ. Ở trong đây có năm nữ thì tổ hợp chập hai của năm phần tử của trường hợp thứ nhất. Còn nếu mà hai nam thì nó sẽ là tổ hợp chập hai của bốn phần tử, một nữ thì nó sẽ là chập một của năm phần tử. Đó, ta sử dụng tổ hợp là như vậy, hiểu chưa? Xem thử người ta giải nó có đúng hay không nha. Đây, đây nghe này, đây em thấy không? Đây biến cô A này, ba học sinh là hai học sinh nam này, một nữ này, hai nam một nữ, đây hai nam, hai nam một nữ này, hai nam một nữ, hai nam trong bốn nam này, một nữ trong năm nữ này, đúng nhá? Số bạn thuận lợi, ok chưa? Còn cái không nhân mẫu, không nhân mẫu chúng ta ở đây là gì? Đây tổ hợp chập ba của chín phần tử này, không nhân mẫu này, thì chúng ta sẽ lấy 70
70 chia cho 84 này thì ra này. Để nó rất là dễ. Chả gì khó cả nghe. Được nào? Thì bây giờ sau khi thầy phân tích như vậy rồi thì chúng ta sẽ làm nhìn thầy ở cái phần luyện tập 7 này. Luyện tập 7 này. Cho hai đường thẳng D1 và D2 song song, vỉ ra. Cứ mạnh dạn vỉ ra phân tích đề là nó ra anh em. Chứ học cái dạng này mà chúng ta không có vỉ rồi hình rồi ví dụ ta cho một cái hộp thì mình cũng vỉ cái hộp ra. Đúng không? Ta cho đường thẳng thì vỉ đường thẳng ra. Trên D1 lấy 17 điểm phân biệt ở trên đây này. Ở đây tổng cộng đây là 17 này. Ta hình dung nét là 17 điểm phân biệt. Trên D2 lấy 20 điểm phân biệt. Chúng ta cũng chấm chấm để thể hiện điểm là một dấu chấm này. Nghĩa là 20 dấu chấm nghĩa là 20 điểm phân biệt. Phân biệt nghĩa là các cái điểm này không có sự trùng nhau á. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm. Như vậy tổng cộng này, ở đây D1 và D2, nếu mà hai này cộng lại thì tổng cộng là bao nhiêu điểm? 17 cộng 20 là 37 điểm. Chúng ta khi học chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta phải tổng lại. Tổng là có bao nhiêu? Ví dụ như hồi nãy là có 4 học sinh nam mà có 5 học sinh nữ thì tổng cộng nó sẽ là có 9 học sinh. Khi đó chúng ta chọn 3 học sinh thì cái không gian mẫu chúng ta là tổ hợp chập 3 của 9 phần tử. Thì ở trong đây cũng vậy nè. Nó có 37 điểm là tổng nè của D1 và D2. Ở đây là chọn ngẫu nhiên 3 điểm. Đấy. 37 điểm này thì chúng ta chọn ra 3 điểm. Chọn 3 điểm trên 37 điểm thì đầu tiên thầy đã nói với em là chúng ta sẽ xác định được cái không gian mẫu này trước. Thì nó sẽ là tổ hợp chập 3 của 37. Đó. Đây chính là không gian mẫu nè. N của omega này, không gian mẫu. Chọn 3 điểm trong 37 điểm. Tại vì D1 là 17 điểm. D2 là 20 điểm. Thì chứng tỏ chọn khi chúng ta chọn thì nó sẽ là tổ hợp chập 3 của 37 phần tử. Xong. Có thằng này cái này này. Được chưa? Tính xác suất để các điểm này tạo thành 3 đỉnh của một tam giác. Tam giác thì đó, tam giác thì có ở đây là có 1 đỉnh, 2 đỉnh và 3 đỉnh. Ta hình dung nè. Đây, ví dụ đây là D1. Ở đây là D2 là trường hợp thứ nhất, đây là trường hợp 1. Trường hợp 1 nghĩa là một đỉnh nó nằm ở trên D1 và hai đỉnh của nằm trên D2. Và ngược lại, đây trường hợp 2 thầy vỉ ra để ta hình dung nè. Đây D2 và dưới đây là D1. Như vậy D2 chúng ta ở đây là một đỉnh và dưới D1 này là hai đỉnh. Như vậy nếu ở trường hợp 1 này và chắc chắn là chúng ta gọi A là biến cố của cái trường hợp 1. Được không? B này là biến cố của trường hợp 2. Thì chúng ta thấy A và B giao với nhau. A giao B thì chắc chắn sẽ bằng tập hợp rỗng, nghĩa là khi ra A và B sẽ xung khắc. Xung khắc. Chúng ta gọi C, C của chúng ta hoặc là H gì đấy, gọi H đi. Nó sẽ bằng ở đây là A sẽ hợp B. A hợp B mà A với B này giao nhau tập hợp rỗng thì chứng tỏ nó sẽ xung khắc. Cứ đúng nào? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái xác suất của thằng này. Xác suất của thằng này. Xác suất của B của H này sẽ bằng là B của A hợp B mà xung khắc thì nó chỉ ra được là BA cộng cho BB. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính của A và B. Bây giờ tính trường hợp A. A này. Một điểm nó nằm ở trên như vậy N của A trước. Một điểm nó nằm trên D1 mà D1 ta bao nhiêu điểm? Có 17 điểm thì nó sẽ là tổ hợp chập 1 của 17 phần tử. Hai hành động này là hai hành động liên tiếp. Ở trong cái chương trình lớp 10 chúng ta được học rồi, hai hành động xảy ra liên tiếp ta sẽ thực hiện ở đây là phép nhân chứ không phải là phép cộng. Hai điểm nó nằm trên D2 mà D2 có mấy điểm? Tổng ta là 20 điểm. Chúng ta sẽ lấy hai điểm thì nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 20 phần tử. Chúng ta bấm máy tính là ra nha. B. Chúng ta đi tính N của B. N của B như vậy thì đây trường hợp này. Một điểm thì nằm trên D2. D2 chúng ta có tổng cộng là 20 điểm thì chúng ta sẽ là tổ hợp chập 1 của 20 phần tử. Hai điểm nằm trên D1. D1 chúng ta là có 17 điểm thì chứng tỏ nó sẽ là tổ hợp chập 2 của 17 phần tử. Rồi chúng ta bấm máy tính ta nhân ra. Ok, như vậy thì bây giờ bấm này. Bấm tổ hợp thì kem nhớ này. Cái dấu chia này, tổ hợp là dấu chia, thầy lấy ví dụ này.
Ví dụ bây giờ thầy muốn bấm tổ hợp chập 2 của 20 phần tử đi bằng bao nhiêu nha, thầy lấy một ví dụ cá trước, thì chúng ta phải bấm cái số số tổng số phần tử trước là, từ từ nè, thầy sẽ bấm ở đây trước, thầy bấm đây tổ hợp chập 3 của 37 phần tử thì thầy sẽ bấm 37 này, sau đó thầy bấm shift chia 3, nghĩa là ở đây thầy bấm như này, nghĩa là tổ hợp chập 3 của 37 phần tử ấy, thì đây bấm cho bằng là 7770. Thằng này bằng cái số của ta là bằng 7770 này, được chưa? Còn hai thằng này nhân này, tổ hợp ở đây là tổ hợp của chập 1 của 17 phần tử, nghĩa là 17 này, shift chia ở đây là 1, nhân ở đây là 20, shift chia ở đây là 2, nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là 3000, ở đây là bằng 3230. Coi thử bấm thằng này thử này, như vậy thì đây là 20 shift chia 1 nhân vào đây cho 17 shift chia 2 bằng 2720. Chúng ta lấy hai này cộng lại, từ đây chúng ta suy ra xác suất của A sẽ bằng là, có phải lấy này chia cho 0 nhân mẫu 3230 chia 0 nhân mẫu là 7770, còn xác suất của B sẽ bằng 2720 chia cho 7770. Lấy hai này cộng lại thôi. Như vậy B của C, BC lấy 2 này cộng lại là 3230 cộng cho 2720 chia, có phải cùng mẫu nào là 7770 không? Sẽ bằng, cái thằng này chúng ta có nè, 3230 cộng cho 2720 phần ở dưới đây là 7770. Đây, kết quả chúng ta là bằng 85, 85 phần 111. Hiểu chưa? Ok. Đó. Nên là chúng ta chỉ cần chia hai trường hợp, trường hợp 1 là biến cố A và trường hợp 2 biến cố B. Sau đó chúng ta sẽ tính toán là ra. Rất là dễ luôn. Không có gì khó cả nghe. Nha. Rồi. Thầy cũng đã có sự chuẩn bị cho các em ở cái bài giải chi tiết đây. Tất cả đây là 37 điểm, trong đó chúng ta chọn 3 điểm thì chúng ta sẽ tính không gian mẫu này, 7770 đúng chưa? Chúng ta sẽ xét cái biến cố H là 3 đỉnh tam giác là 3 điểm nó nằm ở trên hai đường thẳng D1 và D2. Đó, khi đó chúng ta có biến cố A này, trong ba đỉnh có một điểm thuộc D1, hai điểm thuộc D2, nghĩa là chúng ta chia trường hợp 1 này, trường hợp 2 này tương ứng với biến cố A và biến cố B á. Hiểu chưa? Khi đó H này là A hợp B, còn A giao B là bằng rỗng nên hai biến cố nó xung khắc. Nên là cái số phần tử, cái số phần tử của cái gì? Số phần tử của cái âm H này sẽ bằng là NA cộng NB. Ta trình bày theo kiểu nào cũng được nha. Ta trình bày theo kiểu này cũng được, còn không ta đi tính xác suất của A và B ta cộng lại cũng được, nó đều ra hết á. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi tính số kết quả thuận lợi của biến cố A. Số kết quả thuận lợi của biến, đây là biến cố A, biến cố B này. Sau đó ra số kết quả thuận lợi của biến cố H. Đấy. Chúng ta có thể làm cộng trước như này cũng được, còn không là chúng ta thế vào trong công thức hợp thì chúng ta cộng cũng được. Ta trình bày cái nào cũng được nha. Rồi, rồi. Nó vẫn ra là đây là 85 phần 111. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần 2 em nha. Cái phần 2. Đúng không? Bài này dễ mà. Không khó đúng không em? Ok. Ta đi sang phần 2. Đó chính là chúng ta đi tính cái xác suất của biến cố bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây ha. Ta đi sang ở cái phần hoạt động 7 này, ta sử dụng sơ đồ hình cây như nào. Phần tổ hợp thì chúng ta nắm rồi đúng không? Để trang trí một tờ giấy có dạng hình chữ nhật này, cứ mạnh dạng bị ra hình chữ nhật đây, để có hình ảnh để chúng ta cái đầu mình nó hình dung, nó dễ hình dung nghe. Hiểu nào?
bạn Thùy chia tờ giấy đó thành 4 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau. Đây, ví dụ hình chữ nhật này cần tô đúng không? Bây giờ bạn chia này thành 4 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau như này. Đó. Vậy anh Dũng nhờ. Mỗi hình chữ nhật được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc là vàng lá. Ví dụ đây là xanh. Đúng không? Thì thằng này là vàng. Ví dụ thế, vàng lá. Màu xanh này là màu vàng. Vị sơ đồ hình cây biểu thị khả năng bạn Thùy có thể tô màu trang trí cho tờ giấy đó. Mỗi cái màu này, cái hình chữ nhật này có thể tô xanh hoặc là tô màu vàng. Được nè. Thì cái hình chữ nhật nhỏ chúng ta gọi là, đây là hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4 đi. Hình 1 có thể là xanh vàng, hình 2 cũng là xanh vàng, hình 3 cũng là xanh vàng và hình 4 cũng là có thể là xanh xanh vàng. Như vậy thì vẽ sơ đồ hình cây thì rất là dễ nha. Sau khi mà thầy vẽ hình chữ nhật ra như này thì cực kỳ dễ. Phần này thì thầy sẽ đưa cho anh em đáp án luôn. Đó nè, chúng ta sẽ chia cái sơ đồ hình cây ra thành mấy, thành 4 luôn. Thành 4 nghĩa là hình chữ nhật, 4 hình chữ nhật nhỏ. Và trong 4 hình chữ nhật đó nhỏ thì cái xác suất để chúng ta đi tô cái màu xanh và màu vàng là như nhau. Đấy. Đây. Được chưa? Rồi ta sẽ đi sang phần tiếp theo em nha. Ta đi sang phần tiếp theo. Ta sẽ đi sang ở phần ví dụ. Ở đây thì người ta đã giải cho em này. Người ta tính cho em omega. Sau đó người ta vẽ sơ đồ hình cây ở đây và tính xác suất biến cố A. Đó. Các cách chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và kết quả của nó đều là bằng 50. Nên ta lấy 5 nhân 50 nhân 6 là bằng 300. Ta lấy 300 chia thằng này bằng 60 phần 91 này. Thì chúng ta xem nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang một cái phần cuối cùng nữa, phần luyện tập 8. Phần luyện tập 8 nữa là xong của cái clip này. Được chưa nào? Ok chưa? Rồi. Người ta hỏi như này các em. Một hộp có 5 viên bi màu xanh. Đây. Cứ thấy hộp và cứ vẽ ra 5 xanh này, 6 đỏ, 7 viên màu vàng, 7 vàng. Giờ cộng lại ra, cộng cái này lại. 5 cộng 6 bằng 11, cộng cho 7 là bằng 18 viên. Tổng cộng á 18 viên. Tính xác suất để 2 để 5 viên bi. Từ từ là chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp ấy đã. Thằng này lấy ra 5 viên. Như vậy thầy ban đầu chắc chắn thầy sẽ tính ra được cái không gian mẫu N của omega. 18 viên mà lấy ra 5 viên thì nó sẽ là tổ hợp chập 5 của 18 phần tử ở đây này. Các em hiểu không nào? Tổ hợp chập 5 của 18 phần tử. Đó, ok. Như vậy người ta có thể bấm máy tính này. Ta bấm 18 shift chia ở đây 5 sẽ bằng là 8000. Đây là 8568 rồi đã. Cái cách chọn. Các em hiểu không nào? Đầu tiên ta phải biết được như vậy. Sau đó bây giờ người ta dựa vào cái biến cố của nó để chúng ta tính này. Tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ 3 màu. Thứ nhất là 3 màu nghĩa là xanh, đỏ, vàng ở đây này. Và số bi màu đỏ sẽ bằng số bi màu vàng. Thì chúng ta sẽ chia thành các trường hợp ra. Đúng không? Bây giờ này, các trường hợp chúng ta có thể xảy ra là gì nè. Trong đó đỏ và vàng là bằng nhau. Được nè. Thì ví dụ giả sử thầy chọn 5 viên luôn, thầy chọn 1 viên xanh thì chắc chắn trường hợp còn lại nó sẽ là hai đỏ và hai vàng, là trường hợp thứ nhất. Được không? Đấy. Trường hợp thứ hai là gì nè, xem thế này. Bây giờ thầy chọn ở đây á, tại vì nó có đủ 5 màu mà, thì bây giờ thầy chọn ở đây, nếu như mà ở đây chọn một xanh thì hai đỏ hai vàng đúng không? Hai viên đỏ, hai viên vàng. Bây giờ thầy sẽ chọn là 3 viên vàng. 3 vàng. 3 vàng thì nó sẽ 3 vàng được không? 3 vàng thì tương ứng ở đây nó sẽ là 3 đỏ. 3 xanh chứ. Nó phải là 3 xanh chứ, tại vì
phải là ba xanh. Ba xanh thì nó sẽ là một đỏ, một vàng. Đúng nè. Ba xanh. Ba cộng một, một là năm. Hai đỏ, hai vàng. Bây giờ một đỏ, một vàng. Bây giờ không thể nào ba đỏ, ba vàng được, tại vì ba đỏ, ba vàng thành sáu sao? Vậy chỉ có hai trường hợp này thôi. Còn có một trường hợp này nữa không em? Không đúng không? Bây giờ trường hợp 1. Trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 của chúng ta á là gì nè? Một xanh, hai đỏ, hai vàng. Một xanh trong năm xanh thì nó sẽ là tổ hợp chập 1 của 5 phần tử. Hai đỏ trong 6 đỏ là sẽ là tổ hợp chập 2 của 6 phần tử. Hai vàng là tổ hợp chập 2 của 7 phần tử, thì lấy ba này nhân lại với nhau. Người ta sẽ lấy C1 5 nhân C2 6 và nhân cho C2 7 là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nó sẽ là ba xanh, một đỏ, một vàng. Ba xanh thì trong năm xanh thì C3 của 5, một đỏ là C1 của 6, thằng này là C1 của 7 đúng không? Thì thằng này sẽ là C3 5 nhân C1 6 và nhân lên đây cho C1 7. Còn trường hợp nào nữa ông ta? Năm viên thì một đỏ một vàng, hai đỏ hai vàng. Cho nếu mà ba đỏ ba vàng thì trở thành là sáu viên mất, là sai. Chứng tỏ chỉ có hai trường hợp này thôi. Sau đó chúng ta lấy hai trường hợp này chúng ta cộng lại là ra được cái n của a sẽ bằng. Lấy hai này cộng lại ha. Ta bấm máy tính được nè. C1 5 ta bấm 5 shift 1 nhân ở đây cho 6 shift chia 2 nhân ở đây cho 7 shift chia 2 đúng không? Ta cộng đây cho 5 shift ấy. Đúng rồi, 5 shift chia 3 nhân ở đây cho đây là 6 đây 7 đúng không? Nhân thôi cứ bấm ra tổ hợp cho em thấy. 6 shift chia 1 nhân đây 7 shift chia 1 rồi ok. Ở đây sẽ bằng là 1995. Như vậy cái xác suất B của A sẽ bằng 1995 chia cho omega ta là 8568. Xem thử nó rút còn được không? 1995 phần đây là 8568. Đây, 95 phần 408 xong. Em hiểu chưa? Đó, cái bài đó chúng ta chỉ cần chia ra hai trường hợp như vậy là ok thôi. Nên là cái phần này nó đòi hỏi có cái sự thông minh, các em, nghĩa là tùy theo cái biến cố mà người ta đưa ra. Ví dụ trong năm viên đó thì sẽ có ví dụ hai ba viên pin màu đỏ, một viên pin màu xanh, một viên màu vàng, hoặc là như nào đấy, tùy theo biến cố mà người ta làm được, các em. Chứ những cái này là không giống nhau gì cả, tại vì phụ thuộc vào biến cố người ta đưa ra xảy ra như thế nào để chúng ta lập luận, để chúng ta làm mà, hiểu chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần bài chi tiết này. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng sơ đồ hình cây để chúng ta vẽ ra. Thấy rõ nè. Khi thầy đưa đáp án ra, chúng ta phải cái chữ đây là màu xanh anh em nha. Chọn 3 viên bi màu xanh. Đó. Còn đây là có 2 viên bi màu một đỏ một vàng này. Hai trường hợp, bên đây trường hợp này, bên đây trường hợp riêng nữa nha. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc cho em học tốt, bye bye. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em ở cái phần bài tập. Được chưa nào? Bài tập thì có thể thầy quay khoảng 2 clip. Ok. Bye các em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha.
Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa đó. Ok. Hòa Lan đẹp em, đẹp luôn. Chà.